Chào mọi người nha mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái tô mì mà những cái hình ảnh như cái hình ảnh trên cái bao bì của cái gói mì nha. Thì mình hôm nay mình sẽ dùng mì ba miền nha mọi người. Rồi bây giờ mình đã nấu nước rồi. Bây giờ mình trong thời gian chờ đợi mình sẽ bỏ mì vào ha. Mình sẽ cắt cái mì ra. Đây, cái cách là mình không cần phải dùng cái kéo, mình chỉ cần kéo gì ở giữa này thôi là nó sẽ bể nó bắt ra được nè. Đó, mình cho mì vào nha mọi người. Ở đây nó hơi ồn một xíu tại vì mình cái phòng của mình á nó ngay ở trên cái đường máy bay á, nên ở đây nó hơi ồn xíu, mọi người thông cảm ha. Đó, mình sẽ cho cái hạt nêm với cái gói nè, cái gói dầu vô. Cái gói này nó khó lấy ra cái gì vậy. Bây giờ đợi mình lấy cái kéo á. À khỏi đi, ra luôn rồi nè. Đó. Cái gói dầu nó ra luôn cái tay mình nè, dơ quá. Mình bỏ tạp đây đi. Đó, bỏ xíu mình sẽ trong thời mình đi, nó sẽ có hai con tôm với ớt gì đây, một lát chanh với hai lát chanh, đây cái rau om. Ok, giờ mình sẽ đi lấy chanh hay mọi người. Rồi bây giờ mình đã lấy ớt và chanh đây hay mọi người. Cái chanh này nó hơi xấu xíu, cái chanh này do cái da nó hơi xấu xùi vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chờ nước ha, nước cứ sôi nó, đợi xíu nước sôi mình sẽ cho tơ vào và cho cái ớt chanh ớt vào ha. Đây mình cũng có om đây rồi. Đó, là sẵn ha. Đó, nguyên vật liệu của mình là vậy đó. Đó, rồi bây giờ nước đã sôi mọi người, mình sẽ lấy nước mình đổ vô ha. Mình sẽ lấy nước mình đổ vô cho mì và để cho mì nó chín ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đổ là mình sẽ lấy nước sôi mình đổ vô trong mì ha mọi người. Đó, có mấy con tôm á mình đã luộc sẵn rồi, mình hẳn mình lấy nước rồi. Đó, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho mì nó chín, chờ mì nó chín ha mọi người. Nhìn thì rất là ngon nha mọi người. Rồi các bạn nhìn đây, có hai con tôm ăn tôm bị ngắt cái đầu ha, hai con tôm ăn tôm ngắt đầu, để mình lấy hai con tôm bị ngắt đầu ha. Rồi giờ mì đã bắt đầu đã chín nha mọi người, giờ mình sẽ làm theo cái đúng kinh này ha. Giờ mình bỏ hai con tôm vô. Bỏ hai con tôm vô ha. Đó. Con tôm hơi nhỏ nha mọi người. Con tôm hơi nhỏ. Đây. Tôm hơi nhỏ nha mọi người. Rồi cho ớt vô. Đây, mình cho ớt. Rồi gì nữa? Một cộng om. Om. Đó. Giống cho mọi người. Nhìn thấy giống ha. Rồi lát chanh. Mình sẽ cắt miếng chanh ra ha. Đó, để mình lấy cái này ra cho nó khỏi cái hộp ra đi. Đó, giống mọi người. Bắt đầu thấy giống ha. Đó, còn thêm một lát chanh nhỏ ở góc bên kia. Lát chanh nhỏ ngay góc bên đây. Đó, là đây nè. Đó, giống không mọi người? Đúng không? Cái cọng này của mình cho miếng nữa đây.
Nhìn giống mọi người. Không, còn thiếu miếng tiêu nữa. Để mình lấy miếng tiêu mọi người xem ha. Ok, mình đã có tiêu rồi nè mọi người. Rồi mình sẽ gắp miếng tiêu lên trên miếng tôm nha. Đó. Nhìn giống không mọi người? Nhìn giống ha. Rất là giống luôn. Đó, nhìn ok. Bây giờ vậy mình đã hoàn thành xong một cái tô mì điện thoại ha. Đây. Mình sẽ cho mọi người xem rõ hơn. Đó. Đây, cái khung hình nó hơi xấu. Đó, các bạn thấy giống không? Mình lấy cái này ra đi. Nhìn giống không mọi người? Đẹp ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye.